Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, một bé trai 13 tuổi tại tỉnh Hải Dương bị nạn rất nặng ở tay trái và vùng mặt do pin máy tính phát nổ khi học bài. Theo đó, em nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương bao gồm chấn thương sọ não, vết thương hàm mặt phức tạp, chấn thương ngực, nhãn cầu, tràn khí màng phổi, dập nát cẳng tay trái, hôn mê, thở máy toàn bộ vùng đầu, mặt cổ và một nửa vùng ngực, trên đầy vết thương do các mảnh vỡ laptop găm vào. Các bác sĩ cũng đã tiến hành phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới cánh tay trái, cắt lọc xử lý đa vết thương tay phải. Các bác sĩ bệnh viện mắt Trung ương cũng có mặt tại bệnh viện để tiến hành mút nội nhãn hai mắt, lấy bỏ toàn bộ tổ chức nội nhãn còn lại và máu đông. Cập nhật thông tin đến sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 3, sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất yếu. Từ vụ việc này cho thấy là khuyến cáo người dân không nên sử dụng máy tính nói riêng và các thiết bị điện tử cũ và có pin bị phồng rộp hoặc nóng rát. Khi cần thay pin, sử dụng pin từ các nhà sản xuất uy tín và được bảo hành chính hãng, đồng thời không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong quá trình sạc. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị khán giả, là Trung tâm Bảo tồn Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết là xếu đầu đỏ xuất hiện vào trưa ngày 7 tháng 3 tại phân khu A5, bãi kiếm ăn quen thuộc trước đây của chúng. Bốn con bay lượn vài giờ để quan sát và sau đó đậu lại tìm mồi trong khoảng nửa giờ. Cũng sẽ được chia sẻ thêm là Vườn Quốc gia Tràm Chim từ năm 2012 được công nhận là khu Ramsar đất ngập nước thứ 2000 của thế giới và là lần đầu tiên ở miền Tây với diện tích hơn 7.300 ha. Đây là một trong những nơi cư trú của sếu đầu đỏ và là yếu tố quan trọng giúp vườn đạt được danh hiệu khu Ramsar. Sếu đầu đỏ là loài chim quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Chim có điểm nổi bật là phần đầu cổ trụi lông màu đỏ, vằn trên cánh và đuôi màu xám. Con trưởng thành cao từ 1,5 m đến 1,8 m, sải cánh từ 2,2 m đến 2,5 m, nặng từ 8 đến 10 kg. Sếu 3 năm tuổi sẽ bắt cặp để sinh sản và mất 1 năm nuôi con trước khi đẻ lứa tiếp theo. Tại Việt Nam, khoảng cuối năm đến những tháng đầu năm sau, sếu thường chọn Tràm Chim để di cư tới. Có thời điểm vườn quốc gia này ghi nhận khoảng 1.000 con, song sau đó số lượng giảm dần. Nguyên nhân loài chim quý vắng bóng được cho là môi trường sinh thái ở vườn thay đổi, nước lũ về ít, không rửa trôi được các thực bì, đồng thời giảm lượng thủy sản là thức ăn chính của chim. Vì vậy, theo một số chuyên gia, sếu về trong bối cảnh Tràm Chim có nhiều thay đổi trong quản lý môi trường sinh thái. Với không gian đô thị chật hẹp, những vườn rau trên sân thượng dần trở nên phổ biến trong mỗi gia đình và thậm chí là ngay trong các trường học. Đây bỗng chốc trở thành những lớp học vô cùng đặc biệt từ không gian đến nội dung trải nghiệm cho các bạn nhỏ. Không chỉ trở thành các nông dân nhí, các bạn học sinh còn được học cách nhận biết các loại rau, tự tay gieo trồng và thu hoạch. Từ đây, trẻ có thể cảm nhận và quý trọng giá trị của sức lao động, đồng thời nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh. Thu hoạch rau, công việc được rất nhiều những bạn nhỏ lớp mầm 2 đến 3 tuổi yêu thích. Nghe, nhìn, chạm và thực hành, mọi chi giác được vận động. Nhờ đó các bé có thể ghi nhớ tốt hơn những kiến thức cô giáo hướng dẫn. Các con sẽ được hòa mình vào thiên nhiên này, được sờ chạm này, được tự tay mình thu hoạch rau này, hoặc là tự tay mình làm cỏ này, để nuôi dưỡng cho con cái tinh thần là yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ. Các con có thể ngắm những bạn bướm bay này, có thể quan sát những bạn sâu đang ăn lá này. Tiếp theo đứa nữa là cho các con có thể là yêu thích việc ăn rau. Các bạn nhỏ có những bạn mà khi mà lên trải nghiệm vườn rau xong, xuống thì ăn rau được rất là nhiều. Và đấy là cái mà các cô rất là vui khi mà các con đã thu hoạch được những cái thành quả như thế. Chúng mình nhìn thấy lá rau như thế nào đây này? Có lỗ. Cô nhìn xuyên qua cái lỗ này. Thế các con biết vì sao lại rau lại có những chiếc lỗ như thế này không? Con sâu. À vì sao nhỉ? Tại con sâu. Việc cho các con tiếp xúc với những môi trường xanh như này rất là ý nghĩa. Các con sẽ được cọ sát với thiên nhiên nhiều hơn. Và con hiểu rằng là cái giá trị để làm ra những cây rau này là sức lao động rất là vất vả của các bạn làm vườn. Và các con sẽ luôn luôn có một cái lòng biết ơn đối với những cái người tạo ra giá trị vật chất về tất cả mọi lĩnh vực. Và đơn thuần là đây là việc chăm sóc rau. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều tiết học của các bạn nhỏ trên vườn rau sân thượng của trường mầm non có diện tích hơn 2.000 m². Với không gian đô thị ít ỏi, nhà trường đã chủ động việc làm vườn trên sân thượng ngay từ khi thiết kế. Do đó, phần mái sân thượng đã được thiết kế chịu lực, đảm bảo chống thấm và thoát nước cho vườn rau. Các loại rau cũng được chia luống, có hệ thống dàn lưới để giảm bớt ánh nắng gây hại cho rau, che bụi, chắn gió, chắn côn trùng, sâu bệnh. Bên cạnh đó, mọi công đoạn từ gieo trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch đều phải thực hiện theo canh tác hữu cơ 100%. Vườn rau trên sân thượng cũng góp phần tạo nên không gian tràn ngập màu xanh, khiến không gian trường trở nên thân thiện với môi trường. Ngoài ra,
Việc trồng rau trên mái tòa nhà là giải pháp tốt cho việc chống nóng mái tòa nhà, đồng thời giúp cung cấp rau sử dụng hàng ngày. Qua các giờ học ngoài trời, vườn rau còn trở thành không gian giúp trẻ vui chơi, trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc, chứng kiến quá trình sinh trưởng phát triển của cây, thu hoạch các sản phẩm từ vườn rau và hưởng thụ thành quả lao động của mình, khiến vườn rau của các bạn nhỏ càng thêm ý nghĩa. Tớ thích ăn rau. Yeah! Thưa quý vị, trong các loài thực vật thủy sinh, bèo tắm là loài có tốc độ sinh trưởng nhanh nhất. Bèo tắm chứa hàm lượng protein cao nên bèo trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho các loài thủy sản như là cá, ốc nhồi. Với diện tích nuôi thủy sản trên toàn tỉnh Bắc Ninh là khoảng gần 5.000 ha, nhu cầu về các loại thức ăn cho thủy sản luôn ở mức cao. Vì thế, trong những năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở trong khu vực đã chuyển sang nuôi bèo tấm và cho hiệu quả kinh tế khá. Ông Nguyễn Đình Hương năm nay đã gần 70 tuổi. Với 2.000 m2 mặt ao của nhà, trước đây ông Hương cũng nuôi các loại cá truyền thống như nhiều hộ dân khác ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, tuổi càng cao, ông càng cảm thấy khó cáng đáng được công việc, nên ông quyết định chuyển sang nuôi bèo tấm từ 5 năm nay. Người ta bảo là cái khó nó cái khôn, tức là mình nuôi con cá thì cảm thấy nó khó khăn quá. Thì giờ trước khi mà nuôi bèo, mình thả bèo, thế mình thấy, cảm thấy cái bèo nó cũng dễ. Thế sau đó thì mình, những người ta lại còn bảo là ví dụ như cá con nó cần cái này, thế thì mình thấy là người ta có cái nhu cầu thì mình làm. Làm dần dần đầu tiên nó cũng chỉ một số người, bây giờ thì người ta mua cũng đông. Chi phí đầu tư nuôi bèo tấm không cao. Trong ao rộng 2.000 m2, ông Hương thả 5 bao bèo tấm làm giống, cộng thêm chi phí mua phân là chất thải trong chăn nuôi, thêm chút tiền điện và kỹ thuật nuôi bèo để bèo phát triển tốt là đã có lợi nhuận hàng tháng. Sau khi nó phát triển mình cảm thấy đầy rồi thì như thế này, tại sao này? Thì mình chỉ, thí dụ hôm nay mình chỉ hớt độ 1/3 cái ao thôi, còn để 2/2 đi. Thế xong rồi độ 3 ngày sau bắt đầu nó lại ra thì mình, chứ bây giờ mình hớt một lần mà mình hớt hết ấy thì nó hết cả gốc. Thông qua các cái buổi tập huấn của khuyến nông thì tôi cũng trao đổi rất nhiều là bà con trong cái quá trình triển khai tập huấn. Thì nhiều bà con là phù hợp với gia đình thì cũng đã chuyển sang là một cái ô nuôi bèo và một cái ô làm nhân giống cá chấm cỏ. Để đầu tư cho nó thấp thì là sẽ chuyển, là trước là nuôi cá thương phẩm nhưng giờ chuyển sang nuôi cá giống và một ô nuôi bèo để cái đáp ứng cho các cái giống cỡ lớn để họ nuôi cá lồng. Bèo tấm không khó nuôi, bà con chỉ cần quan tâm đến việc chống nắng, chống nóng cho bèo và cung cấp dinh dưỡng cho bèo tấm đầy đủ là bèo tự sinh sôi. Vừa không tốn giống lại tiết kiệm công sức, phù hợp với những lao động có tuổi tại các địa phương.